Ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi tiêu biểu cho 188 cá nhân tiêu biểu xuất sắc vào năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo quận cũng duy trì tốt thành tích giáo viên giỏi với 11 trên 11 giáo viên dự thi cấp thành phố đạt giải cao, được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng công tác chỉ đạo xuất sắc, xóa mù bơi đối với học sinh tiểu học trên toàn địa bàn, với tỷ lệ học sinh tiểu học biết bơi luôn đứng trong top đầu thành phố. Quận lần đầu tiên đạt giải nhất gian trưng bày tại Ngày hội Công nghệ Thông tin và STEM cấp thành phố. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho 62 cá nhân và cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc, toàn diện. Trong công tác đào tạo dạy học, tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho 126 học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện, đạt giải trong các cuộc thi.